năm thì Dung mới về Sài Gòn. Anh để nó hôn nó chạy được một cái xong anh tắt nhá. Thì chúng ta đi xe điện mọi người ơi. Ôi chị về Bình Xuyên. Sân thành Hồng Chiêng kia. Thì chúng ta đi xe điện với mọi người. Hồng Linh nè. Sân Đông Đà. Sân Đông Đà đây. À, chị đi hẹn hò. Chị đi hẹn hò nhiều người lắm. Anh nè. À, đây đây. Con này có coi không bạn? Đi để coi đi. Coi. Không, chị bé ở với Thùy Dung thì sẽ không ngủ đâu. Con nên em mới chỉ ra vấn đề cho không thì em biết đâu về xe. Có coi không? Đâu có coi không? Đây đây, đây đây. Có coi không anh? Rồi anh em ba đổi cho. Không ngon là em bắt đen này nhá. Biết vừa xong rồi hai chị cưới nhau được không? Để coi, để coi. Tân hoa hậu 10 điểm. Ô, không có nhờ. Ô, tôi cô đi. Cô cô đi. Biết cô. Để tí nữa coi thử đã. Anh chiều bữa nay. Hello mọi người, từ mọi người từ từ để Thùy Dung đọc lại comment. Hello hello, anh chờ ca sĩ Thùy Dung. Thôi. Ngân Hà đây. Mọi người hỏi khi nào Ngân Hà về. Không về nữa. Ở lại năm sáu thì tiếp. Quá nhiều. Chưa lửa con cháy chưa tắt làm sao mà về được nhở? Đúng. Đây. Hôm qua cháy thế mà. Lửa làm gì đã tắt được đâu. Công đức cháy từ hôm qua tới giờ. 21 công đức thắng. 51 công đức thắng. Ngân Hà ơi, thì xong em đi sắm quần ra cổ hội Thùy Dung đi. Không, Ngân Hà chuẩn bị về làm diễn viên. Mọi người thấy Ngân Hà làm diễn viên được. Đi Sài Gòn. Về đóng vai cô bá. Cô bá, mơ bá lấy câu bá. Anh chân có thoải đi. Ồ, đi xe sốc. Nếu mà nếu mà ấy thì không thì gọi tổng tài đúng không? Thì Dương đang ngồi kế bên chị Hồng Linh. Thì Dương đang nữa. Mọi người hỏi em ngồi kế bên ai? Slow chờ ơi nó cũng ngọc gì. Còn sống bên. Thì Dương đang đi dạo phố và quên dạo phố Quy Nhơn cùng mọi người. Hay đúng rồi, đúng bầm. Oh no. Chồng diễn viên vợ ca sĩ du học nghe cũng ra tìm phết nhở. Mọi người vui quá cho mama vui với. Ủa thế chị Quỳnh Thư đâu? Chị Quỳnh Thư đâu cơ? Chị Quỳnh Thư đi trà sữa đi. Đi trà sữa của tụi em nè. Chuyện chị trong vô vọng đó chị Quỳnh Thư. Chị vừa cứ nói chị Quỳnh Thư là ra quán trà sữa đi, chị vừa lên xe đi trà sữa. Để ăn cơm chung nữa. Oh my god. Quỳnh Thư đâu? Cứ tìm Quỳnh Thư ra đi trà sữa đi mọi người. Ê, nãy chị Quỳnh Thư ở ngoài phố đi bộ á. Thầy đưa hơi hiểu mà mới đấy. Qua đây đi cho nó. Ngồi đâu?
Khai trường kinh ở đây vắng thế. Còn đây thì nó đúng chiều gió. Sao? Cũng gần gần đi để. Thì du hát đi mọi người, thì du hát về gì? Rồi xong rồi, sao mất 10 đi. Mất một cái gì chân chân. Rồi đang đi thẳng xong rồi phải. Bữa nay bất hủ. Chị Dung và chị Ngân Hà đợi 4 năm nữa đi thi. Thế á, thiệt không? 4 năm nữa là chị là hết tuổi thi luôn. 10 nghìn. 4 năm nữa là gì?